Xin cảm ơn chị Diệp đến, ca sĩ đến từ thành phố Số Mộng rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời chị Hạnh là bạn của anh Năm Thảo á. Xin mời anh Năm Thảo ạ. Bài kế tiếp là tới anh Ti chuẩn bị nha. Anh Ti á,